Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em yêu thích và đam mê hoa lan rừng. Hôm nay thì mình cũng xin giới thiệu cho các bạn, chia sẻ cho các bạn một cái key của một cái chậu gọi là siêu bệt minh ngọc. Đây là mặt bông của cái cây siêu bệt này các bạn nhé. Đấy, đây là cây nở tại Nậm Nhùn, Lai Châu. Và cái mặt bông rất là ổn định, không có sự biến thiên nào khác cả. Cho nên là anh chị em cứ yên tâm và sưu tầm với một cái giá cả nó rất là hợp lý để cho mọi người có thể là có được một cái giò hoa đẹp, phát triển tại vườn nhà mình thêm đa dạng. Thế đây là một cái chậu mẹ. Mình chia sẻ là chia sẻ kỹ cho mọi người nhé. Còn chậu mẹ thì bắt buộc là phải để sưu tầm rồi. Còn anh em nào muốn chia sẻ giống thôi. Chứ còn mình không cái chậu rất là lớn. Đây là một trong những cái dòng mặt bông rất là đẹp và đã nở hoa và ổn định tại vườn. Thì đây anh chị em có thể nhìn thấy là cái độ phát triển của cây này rất là ổn, rất là ok. Đấy. Và nó có rất nhiều ki. Thời điểm này thì ki rất là ok. Đấy. Giá một ki của siêu bệt minh ngọc này là một trong những mặt bông rất là nổi tiếng, thì xin chia sẻ cho mọi người, cho tất cả anh chị em. Giá một chiếc là 500.000 đồng. Một chiếc là 500.000 đồng. Kỳ rất là lớn này. Còn kỳ nhỏ hơn một chút thì anh chị em mình có thể chia sẻ cho anh chị em là một cái giá nó cũng hợp lý thôi. Khoảng 300 đến 400.000 đồng tùy từng cái kỳ. Đấy, mọi người có thể thấy. Và kỳ này thì đã được ra rễ. Anh chị em nào muốn sưu tầm cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0987829002. Đây là một trong những mặt bông rất là đẹp. Trên thân mẹ, cây mẹ này thì cũng có 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cái ki. Đấy. Hiện tại trên thân mẹ đây, cây mẹ cũng khá là đẹp và lớn, 20 cái ki nhé. Anh chị em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0987829002 để sưu tầm và mình sẽ chia sẻ cho tất cả anh chị em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.